Xin chào mọi người lại đến với chương trình giới thiệu ca khúc mới trên radio Đồng Ca Nhỏ. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 12 giờ trưa và với tên gọi quen thuộc đó chính là chương trình với chủ đề tâm tình giữa ngọ. Và ngày hôm nay Đức Tiến xin phép được giới thiệu tất cả quý vị, ngoài việc giới thiệu những ca khúc mới, Đức Tiến còn giới thiệu những giọng ca mới. Ngày hôm nay thì một cái ca khúc cũng có nhiều người đã được nghe Tiến hát và trình bày. Ca khúc có tựa đề là Trong Dáng Mẹ Ngồi. Nhưng mà cái ca khúc này lần này không phải là Tiến trình bày, mà là một trong những ca sĩ và cũng như là những người bạn mà trong giới lặng thầm với nhau rất là thích giọng ca của anh. Một giọng ca rất là ấm áp và rất là nồng nàn, cũng như là rất là đàn ông. Đó chính là tiếng hát của Thanh Tân, bằng những người quen hay gọi là Ôn Tân. Thì khi mà hỏi vì sao gọi là Ôn Tân thì anh trả lời thì Ôn là cách gọi, hình như là của người Huế, cũng là một cái người mà lên một cái bậc có tuổi. Nhưng mà anh Tân thì vẫn còn rất trẻ, cũng không phải là trẻ lắm, chắc năm nay cũng bốn mấy. Nhưng mà anh vẫn muốn mọi người kêu anh như vậy, không phải là vì anh muốn già. Anh bây giờ hiện tại thì sống chỉ có một mình, cho nên là tập làm quen với tâm lý của cái chuyện là người mình rồi mình sẽ già và sẽ cô đơn. Cho nên là muốn tập làm quen với cái cảm giác đó. Khi mà hỏi là vì sao là gọi là Ôn Tân thì anh trả lời như vậy. Nói thêm một chút xíu nữa về giọng ca Ôn Tân thì về đời sống của anh thì anh sống trầm lặng dưới một cái thung lũng trong một cái ngôi nhà. Có cái khu vườn, nơi đó gọi là nhà cười ở Đà Lạt. Anh trồng rau, hoa quả, sống đạm bạc. Căn nhà được dựng bằng những vật liệu mà người ta bỏ đi. Bạn bè của anh là những con cún, con mèo. Rồi có những cái thực tập sinh người ta đến, người ta xin ở lại và người ta làm việc. Người ta cũng trồng trọt, chăm bón nhà cửa, vườn tược chung lại anh. Thì dưới thung lũng già đó, anh có cây dương cầm, có cây guitar, có rượu, có lò sưởi và thậm chí là có cả bia gừng mà anh tự chế. Có ngô khoai, có cả một vùng ký ức ngoại ô nghèo mà cái nhịp vỗ phố thị nó đang từng ngày nuốt trọng cái điều đó. Và anh là cái người cố gắng giữ lại cái tinh thần Đà Lạt theo cách của mình. Đặc biệt là anh sở hữu một cái giọng ca buồn vời vời, nghe như là tiếng dế mà nó níu đàn trong đêm, vừa tuyệt vọng vừa hy vọng. Hy vọng ở đây là có tiếng đồng loại đáp trả lại theo cái cách nghĩ của tiếng thôi. Giọng ca buồn như bài hát của anh, và anh chọn thu âm cái ca khúc này, và anh cảm nhận được cái câu hát và anh chia sẻ, đó là cái câu hát trong cái bài có câu là chào nhân loại, con chào luôn thế kỷ tàn phai. Khi mà nghe anh hát cái câu này thực sự là mình cũng rụng rời. Thanh âm dưới thung lũng nỉ non theo tiếng dế cô độc trước kỷ nguyên nắng ban chiều, bàng hoàng đứng nhìn lòng người chìm vào mùa đau yếu, cả trong những khi dương mặt ngó hờ quê hương vì thấm mệt. Đó chính là những cái mà Tiến viết về cái đôi nét của cái giọng ca của Ôn Tân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại Ôn Tân qua ca khúc Trong Dáng Mẹ Ngồi, một sáng tác của Tiến với một cái bối cảnh cũng quay tại nhà Ôn Tân và với tiếng đàn của Ôn Tân, với tiếng có phần của Tiến phụ họa. Và cái phần quay này thì nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng ngẫu hứng và quay và dựng trong cái dịp mà đi lên Đà Lạt chung. Thì hy vọng rằng ca khúc này sẽ mang đến cho tất cả mọi người một cái giây phút lắng động để nhìn nhận lại cuộc sống và chúng ta bước qua cái cơn nguy khốn đại dịch hôm nay. Và bây giờ không để mọi người đợi lâu, mời mọi người nghe ca khúc Trong Dáng Mẹ Ngồi với tiếng hát của Ôn Tân. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài.
chào nhân loại, con chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo, áo nát nhầu mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương chiều miền bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu thương người vương tội tù, đang đam mê lòng núi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi heo mòn niềm vui. Con đi trong nguồn tin thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vãn lối. Con ra đi vì trái tim mình, cần cống chính nuôi tâm hồn lành. Để đêm về quy bên mẹ, thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong dáng mẹ ngồi. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo, áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương trên mệt bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu thương người vương tội tù, đang đam mê lòng núi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi heo mòn niềm vui. Con đi trong nguồn tin thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vãn lối. Con ra đi vì trái tim mình, cần công chính nuôi tâm hồn lành. Để đêm về quy bên mẹ, thấy yên bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đói thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, mong ngàn đời máu vẫn đỏ tươi trong giang.